Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Học Của Tướng Online sẽ cùng các bạn phân tích và bình luận nhanh về trận chung kết của giải cờ tướng Cúp Tăng Nguyên Giai năm 2020 đánh tại Bình Dương giữa kỳ thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay, đó là anh Lại Lê Huynh, người cầm đèn đỏ đi tiên đánh với kỳ thủ trẻ Hà Văn Tiến của miền Bắc tại trận chung kết đánh ngày 15 tháng 11 năm 2020. Chúng ta sẽ cùng xem. Bên đỏ đi tiên thì danh thủ số 1 của Việt Nam đương thời cầm phương án binh 7 tiến 1 chơi tiên chỉ lộ để tấn công. Bên đen của Hà Văn Tiến đối lại bằng hệ thống đối biên cục Huynh phó 2 bình 3, tượng 3 tiến 5 và tiếp theo đường cờ khởi mã theo đường biên mã 2 tiến 1. Bên đen phát triển mã, bên đỏ ra xe, bên đen cũng là ra xe. Bên tiên xe 2 tiến 4, bên đen cho khởi mã quy. Phương án tiếp theo tượng 7 tiến 5 đến từ Lại Liễu Huynh. Tách phó qua yêu cầu đấu xe và trong biên hòa trên thì bên đỏ của anh Huynh đã cầm con C2 để chạy qua lộ tướng ngay. Ngoài ra nếu mà bên đỏ có chạy qua lộ 6 để tấn công và điểm mã quy thì bên đen có thể phát triển thành hệ thống xin cung mã, hình cờ cũng rất là chu toàn về sau. Trong thực chiến thì để ứng biến lại với phương án tách pháo của bên đen thì bên tiên của anh Huynh đã cầm con C2 chạy qua lộ 4 ngay. Bên đen chạy con pháo 2 bình 4 mở mặt xe. Bên đỏ phát triển mã ra xe và tiếp theo đường cờ xe 9 bình 8. Bên đen xị 4 tiến 5 và bên đỏ cũng đi một đốc cờ ngưng mang tính chất chờ đợi là phương án cờ xị 6 tiến 5. Xe 8 tiến 4 tuần hà xa một đường cờ tiến xe lên vị trí cao điểm, về sau có thể bất ngờ phế con binh 7 để thông lộ cho đường xe linh hoạt. Bên tiên binh 1 tiến 1 không cho con pháo có thể quật qua và phát triển mã về sau. Xe 2 tiến 6 đến từ Hà Văn Tiến. Và trong hình cờ trên thì bên đỏ của Lại Liễu Huynh lập tức cầm con pháo 8 bình 9 để phân biên ngay, yêu cầu đấu xe. Các bạn thấy được trong biên hòa này thì ép buộc là bên đen phải đấu xe, bởi nếu mà giạt qua cánh khác thì là lập tức bị một đường tấn công rất mạnh của bên đỏ về sau. Chúng ta cũng thử phân tích qua, nếu trong biên hòa trên mà bên đen không đấu xe mà lắc qua thì sao? Khi đó thì bên tiên của anh Huynh sẽ có đường cờ xe 8 tiến 8 tấn công vào điểm mã. Đây là cái bối cảnh mà bên đen rất là khó đi. Trong trường hợp mà bên đen chạy tướng qua thì vẫn bị pháo tấn công theo đường biên, và các bạn thấy đây là cái hình cờ mà bên đen cũng rất là nguy hiểm. Trong một biến khác, nếu mà không chạy tướng qua mà giật con pháo chín thoái một về để phòng thủ, khi đó thì bên tiên với con xe rất mạnh ở lộ 4 có thể đi được đường cờ xe 4 tiến 4 ngay để kẹp cửu. Và các bạn thấy đây là cái hình cờ nếu mà bên đen có muốn chống lên để không cho xe có thể cướp mã thì vẫn bị bên đỏ có thể chạy qua thông qua thủ pháp đe dọa xuất cục bằng đường cờ xe 7 tiến 1 ép bên đen phải chống sự lên và có thể điềm nhiên đi đường cờ ăn mã hoặc đi một đường cờ khác mang tính chất chờ thời và cũng rất mạnh, đó là phương án cờ pháo quật theo đường biên. Trong thực chiến của ván đấu này thì khi đối mặt với biến hóa tách pháo yêu cầu đấu xe của bên tiên Lại Liễu Huynh, bên đen của Hà Văn Tiến đã lập tức cầm con C2 tiến 3 đấu ngay, đây là một biến hóa hợp lý hơn. Bên tiên anh Huynh cho mã 7 thoái 8, bên đen cho mã 4 tiến 2 nhảy mã lên vị trí oa pháo. Bên tiên mã 8 tiến 7, bên đen binh 3 tiến 1 và vật tốt biên ngay, các bạn thấy hình thành một ưu thế ở tốt lộ biên. Trong hình cờ trên thì bên đen của Hà Văn Tiến trong một thoáng phân vân đã quyết định đi đường cờ binh 7 tiến 1, một thủ pháp phế tốt để đảo vị xe có thể chạy qua phòng thủ. Ngoài ra bên đen có hai hướng cờ khác chúng ta cùng nhau phân tích qua, đối với biến hóa binh 3 tiến 1 thì sao? Đi như vậy thì bên đỏ có thể chạy con xe 4 bình 7 ngay và các bạn thấy là bên đen có đi đường cờ mã 2 tiến 3 thì vẫn bị bên tiên có thể đánh bằng đường cờ pháo 9 tiến 3 cắm một pháo ở cánh chờ sẵn, là một hình cờ nguy hiểm dành cho bên đen. Trong một biến khác mà bên đen có thể chơi tiếp, đó là phương án cờ xe 8 tiến 3 bám theo điều pháo, thì đây là cái hình cờ có thể tốt hơn trong thực chiến dành cho bên đen. Bên đỏ phải chạy pháo và bên đen có thời cơ để nhấc được con mã 7 tiến 8 lên để đối công, các bạn thấy đây là cái hình cờ có lẽ là cũng sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể phân tích sâu thêm một chút ở trong hình cờ trên, nếu mà bên đỏ có đi đường cờ binh 3 tiến 1 thì bên đen có thể chạy qua đây, sau đó là phương án thoái con xe về để mượn lực phòng thủ. Các bạn thấy là xe đứng ở vị trí đầu tượng có tính phòng thủ rất tốt trong mặt trận tấn công của bên tiên, thấy bị vấp phải sự chống trả rất nhiều. Bên tiên có chạy xe đi thì bên đen có thể thoái con pháo 4 thoái 2, một vị trí thoái pháo đắc địa để có thể chờ sẵn những đợt tấn công ảo ạt của bên tiên về sau. Trong biến này nếu mà bên đỏ ăn tuất qua thì bên đen có thể đơn giản mã 2 tiến 3. Pháo có cắm chiếu thì do đó pháo thoái về trước,
thì bên đen của Hà Văn Tiến có thể thu được con tự năm thoái 3. Các bạn thấy đây là cái bối cảnh mà bên đen có thể phòng thủ đủ tốt trong hình cờ trên khi bị biên tiên tấn công. Ở trận thực chiến của hình cờ thì khi mà bên tiên của Lại Liễu Hinh cầm con pháo chín tiến 4 thì bên đen trong thực chiến lựa chọn phương án binh 7 tiến 1 phế tốt để thông lộ xe. Anh Huynh binh 3 tiến 1. Bên đen tràn tốt qua bên tiên xe 4 binh 7 và tiếp theo sau khi đấu 2 điểm tốt thì bên đen đã rời được con xe 8 binh 1 để phòng thủ. Pháo chạy tiếp tục lắc cây và Lại Liễu Hinh đã nhẹ nhàng đi đường cờ rất hay phương án xe 7 binh 8 đấu xe. Sau khi đấu xe như vậy thì chúng ta thấy được là bản trận cờ tàn pháo mã đi bộ, đây là cái hình cờ mà bên tiên sẽ ưu hơn khi có những vị pháo mã đẹp đồng thời ưu được con một con tốt biên khá mạnh. Bên đen mã 7 tiến 6, bên tiên thoái mã về để bảo đường tốt đầu. Vật ngay và binh 3 tiến 1, một đường cờ tấn tốt tấn công rất hay. Các bạn thấy tượng ăn qua là bị vỡ tận đáy là thua ngay, bắt buộc bên đen phải thoái mã đi và bên tiên đã nhẹ nhàng đường cờ mã 1 tiến 3, cướp tiên bắt pháo. Thông qua thủ pháp để đưa những quân của mình lên vị trí chiến lược khống chế điểm cao. Mã chạy, tiếp theo tiến tốt, bắt tốt đầu. Tốt tiến lên, anh Huynh tiếp tục lại cho tốt vào tâm. Sĩ 5 tiến 6 bắt đầu xé sĩ lên để làm méo hình đồng thời cũng là phòng thủ tốt hơn. Bên tiên, mã 3 tiến 4 và sau khi bên của Lại Liễu Hinh cầm con mã 3 tiến 4 uy hiếp nghiêm trọng vào mặt trận phòng thủ thì bên đen trong thực chiến đã lựa chọn phương án cờ gác tượng lên. Một đường cờ phế tượng để có thể giam lỏng đường mã. Ngoài ra nếu bên đi theo biến hóa khác như là phương án cờ chống sĩ lên thì sao? Khi đó đường mã của bên tiên sẽ vô cùng mạnh, có thể lăng tiếp mã 4 tiến 2 sẽ tạo lên một cái thế tấn công về sau. Trong thực chiến thì trong hình cờ trên thì bên đen của Hà Văn Tiến đã chấp nhận phương án bị bẻ gãy tượng bằng đường cờ vén tượng lên để che lộ. Lại Liễu Hinh cầm pháo vật tượng ngay, lên sĩ và đường cờ tiếp theo phương án thoái mã về. Mã 2 tiến 3, chay đầu mã, bên tiên tiếp tục đi một đường cờ 2 tiếp là phương án tượng 5 tiến 7. Các bạn thấy là giam quân. Bên đen pháo 9 binh 8, bên tiên tiếp tục thoái con mã 3 thoái 5 về, yêu cầu đầu mã đi và mở đường cho đường mã 7, linh động hơn lên tuyến trên. Trong hình cờ trên thì Hà Văn Tiến đã lập tức cầm con pháo 4 binh 3 chứ không đi đường cờ mã 3 tiến 5 để chém ngay, bởi đi như vậy thì bên đỏ có thể thoái được tượng về. Hình cờ là tròn lộ đồng thời có thể phát triển được mã 7 rất là linh hoạt về sau. Thực chiến thì bên đen đã dạy con phá 4 binh 3. Bên đỏ vẫn là ăn qua, ép buộc bên đen phải vật lên và đường cờ tiếp theo phương án thoái con pháo 3 thoái 2, tiếp tục làm khó. Bên đen chạy mã, bên tiên tách tuốt qua. Các bạn thấy là cái đường mã của anh Hà Văn Tiến ở vị trí mã quy tương đối xấu. Bên đen binh 9 tiến 1 và bên đỏ đi đường cờ tiếp theo giật con pháo 8 thoái 1, vừa là thủ pháp bắt tượng, đồng thời là cũng mở đường cho đường cờ pháo mạnh hơn về sau. Thoái tượng về, đường cờ thoái tượng để có thể đưa con tốt 9 sang sông. Mã 7 tiến 9 đến từ Lại Liễu Hinh, ý tưởng có thể đưa mã lên vị trí điểm cao. Bên đen tách pháo cản đường và bên đỏ đã đi một đường cờ 2 tiếp là phương án chạy con pháo 8 bình 6 ngay. Các bạn thấy cái đường cờ pháo 8 thoái 1 của anh Huynh ở nước trước đó rất cao. Tranh tiên để có thể lượn được con mã 9 tiến 8 lên tấn công. Bên đen chạy con pháo 2 bình 4. Ở đây thì trong thực chiến Lại Liễu Hinh đã cầm con pháo 3 thoái 1 ngay, anh ta thoái về để có thể vỗ vào trung lộ. Ngoài ra bên đỏ nếu mà đi đường cờ pháo 3 thoái 3 thì cũng không có tác dụng quá nhiều. Khi mà nếu mà chạy qua đây thì bên đen vẫn có thể phòng thủ được bằng hai hệ thống. Một là khởi mã quy, hai là phương án chạy con pháo 4 bình 2, hình cờ vẫn là đảm bảo an toàn. Trong thực chiến thì Lại Liễu Hinh danh thủ hàng đầu Việt Nam đi đường cờ pháo 3 thoái 1. Bên đen Hà Văn Tiến cho pháo 8 thoái 2, chiếu ngay, thoái về và tiếp theo. Ở đây các bạn thấy là hai con pháo của anh Tiến đang nhòm vào con tốt lộ 6 của anh Huynh. Và trong bên trên thì bên đỏ đã đi một đường cờ đẳng cấp là phương án binh 5 tiến 1, một thủ pháp phế tốt để hóa giải cái thế phòng ngự của bên đen. Trong thực chiến thì bên của anh Tiến cũng lựa chọn phương án pháo 8 binh 4 ngay để quật tốt. Ngoài ra nếu mà đi đường cờ ăn tốt qua thì sao? Khi đó thì bên tiên có thể chạy được con pháo qua để chiếu tướng và ăn thật về tốt. Các bạn thấy là cái thế công của bên đen không thể còn và bên đỏ cũng trở nên quá mạnh với ưu thế hai đầu tốt đang tấn công trận hình. Ở thực chiến thì bên đen con tốt qua mà anh Tiến đã cầm con pháo 8 binh 4 ngay để cướp tốt. Bên tiên của Lại Liễu Hinh
Binh năm tiến một. Bên đen chạy pháo đi và bên đỏ đã đi đường cờ tiếp theo, phương án binh 9 tiến 1 để bắt pháo. Sau khi bên tiên đi đường cờ đó thì trong thực chiến của ván đấu này thì bên đen của Hà Văn Tiên đã buông cờ nhận thua và giành chức vô địch cùng phần thưởng 20 triệu về cho tay lại Lý Huỳnh, một trận cờ vô cùng xứng đáng của người cầm bên đỏ đi tiên. Chúng ta thấy được đánh tiếp thì bên đen rõ ràng là phải chạy pháo đi và bên đỏ có thể sẽ được tiếp con tốt qua, về sau có thể thu con pháo về và đưa được con bình 4 tấn công. Như vậy kênh vừa phân tích và bình luận của các bạn ván đấu trên tại trận chung kết của giải cờ tướng Cúp Tăng Nguyên Giải năm 2020. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây.